3 năm vừa qua là 3 năm khốn đốn của chị. Công việc mọi thứ đình trệ, nhất là trong năm nay 2024 này đây. Đấy, bản thân chị có số hợp với chăn nuôi đâu. Thế á? Không có số hợp với chăn nuôi. Chăn nuôi ấy, năm được năm mất. Đúng rồi. Nhưng mà cứ được khoảng 2-3 năm thuận, bắt đầu 1 năm sang năm thứ 4 là bắt đầu nó cuộn hết sạch vốn liếng, tài sản bay sạch hết. Năm nuôi được giá thì bệnh dịch chết nhiều. Đấy, mà năm nuôi được nhiều thì giá nó rớt. Đúng rồi. Đấy, năm vừa qua chắc là chị khốn đốn rồi đúng không? Ừ. Đếm tầm sơ sơ rồi vốn liếng bay hết chưa? Đi hết, năm nay đi sạch hết chuồng. Nuôi lợn bao nhiêu con? Chị nuôi cũng ít ít thôi, 20 nái, mới lại một con đực lại hơn 100 thịt. Cũng mấy năm không dịch, người ta dịch mình có dịch đâu, năm nay nó lại dịch hết. Đấy rồi, chết hết đúng không? Hết, sạch. Bây giờ còn mấy chục con chắc cũng chẳng được đâu, đi hết. Thứ nhất là tốn công này, tốn đấy, sức này, tốn tiền bỏ ra này, đầu tư này. Rồi bây giờ là thôi, chết hết giờ rồi, có bán tống bán tháo rồi đem chôn đi thôi chứ còn gì nữa. Thế thì toàn công không hết, năm nay chị làm công không hết rồi. Chị còn đem hết năm nay, sang năm sau nó tốt lại. Nhưng mà cũng đừng nên chăn nuôi, bỏ bớt chăn nuôi đi, mở ra buôn bán thì tốt hơn. Buôn bán giờ chị không, lại không, trước chị cũng bán buôn bán nhưng bây giờ chị không làm, bây giờ buôn bán nó cũng khó ấy, xong rồi chị lại quay về chăn nuôi. Khó còn hơn mất trắng. Nhưng mà bây giờ bán buôn bán thì buôn bán cái gì được? Buôn bán mấy cái hàng nông sản này. Đấy. Chị nhập những cái hàng nông sản này, gạo, lúa, thóc này. Hoặc là đi cân lợn, buôn lợn này cũng được. Cáp kèo cho người ta, hiểu chưa? Biết nhà nào sắp xuất chuồng đấy rồi bán, hiểu không? Giới thiệu cho môi giới để ăn phần trăm. Lại không, kiểu mình không đi quen, không thích, cái cứ thích ở nhà, làm tự do ở nhà, mình không đi buôn bán quen ấy. Ờ, vậy cứ thích ở nhà thì thôi, làm ăn cứ lỗ vậy thôi. Tức là giờ chị không hợp chăn nuôi à? Không hợp chăn nuôi, năm được năm mất, mà tính ra mất nhiều hơn được. Chắc thế à? Không biết, thế thì chắc bây giờ lại để cho con nó làm thôi nhỉ, không biết tuổi con nó có hợp không? Cũng không hợp luôn. Thế thì chị làm chạy ra để mất cả công ra nhỉ, chán thế. Giờ đầu tư vào một mớ rồi, nói bỏ đi thì hơi kỳ, nhưng mà bắt buộc phải bỏ thôi, không còn lỗ vốn tiếp nữa. Thế à? Muốn mất nữa, muốn lỗ vốn nữa thì cứ thế mà làm thôi. Ừ, sợ thế nhỉ? Dại lắm. Không biết cái gì đâu. Không có số chăn nuôi, cứ nuôi bé bé vài con thì gọi là tạm tạm, chăm nó kỹ thì được. Nhiều khi năm đó xuất được, nhưng mà nuôi thì nhiều nhiều tí. Đấy, đầu tư thêm cao cao tí, lớn lớn tí là thôi, y như rằng năm đó nó mất sạch. Đúng là cái số thật nhỉ. Phụ nữ bàn tay vừa khô vừa to là người phải lao động quần quật, khổ từ tấm bé. Lao động từ tấm bé là mà. Ra đời hai bàn tay trắng chả có gì đấy, cực quần quật suốt ngày, chả có lúc nào nghỉ ngơi. Bảo thì thời gian cũng chả có tiền, chả lắm. Thôi cứ bám mấy cái chăn nuôi này sao mà khá được. Bây giờ lúc mình vẫn đang có sức đây thì mau mà chuyển đổi sớm đi. Nhiều việc con người ta không thích nhưng người ta vẫn quyết tâm để làm để mà có tiền. Công việc đó không thích, mình không thích, không có đam mê, nhưng mà làm vẫn có tiền, vẫn duy trì được cuộc sống hàng ngày thì họ vẫn quyết tâm. Như bản thân của chị thì thích chăn nuôi, thích ở nhà loanh quanh, nhưng mà nó có tạo ra lợi nhuận đâu. Bây giờ cứ ở nhà trông cháu với lại lanh quanh ấy, bây giờ trông cháu cũng chẳng đi đâu được thì thế anh biết. Mất cả chi lẫn chạy. Bây giờ chị hay là chị đi công ty nó có hợp không nhỉ? Ở công ty cũng được. Công ty thì nhiều khi ăn chắc mặc bền hơn. Nhưng mà nếu mà muốn tiến xa hơn ấy, phải theo buôn bán. Công ty bây giờ chị cũng chẳng đi được, con cháu, trông cháu cũng đi đâu. Chắc phải 5 năm nữa may đi được. Thế này thì khó lắm. Khó nhỉ. Vạch đường chỉ lối cho rồi, không biết đường nữa, còn vướng mắc đủ thứ nữa thì thôi. Đấy, cứ làm vài năm có dư rồi lại một đợt dịch nó bắt đầu nó trục trặc điều gì nó cũng đi sạch. Thế là số của chị chỉ hợp mà buôn bán. Để chị như thế là chị biết tính ạ. Đúng rồi, cứ buôn bán nhỏ nhỏ bé bé trước đã, ai bảo chị buôn lớn làm gì, buôn bé thôi. Đợt trước chị buôn bán cũng có lộc đúng không? Đâu phải không có.
cũng được, bán không được xong về sau nó cũng mọc nhiều quán lắm rồi xong chị lại bỏ chứ không thì theo bây giờ vẫn được ấy, thì bán cũng các loại mở quán ít nhất là không có lỗ, ít nhất là vẫn đồng ra đồng vào, không khốn đốn như chăn nuôi thế này. Đúng rồi. Đấy, giờ thấy lợn nó chết, nó bệnh, mỗi ngày cứ một hai xác, ngửi ôi trong lòng đau như cắt. Đau như cắt, xót hết cả lượt. Mà dịch nó đã chết rồi, nó chết cả đàn luôn, ngồi đó chỉ có khóc thôi. Chán nhỉ, thế là tuổi con cũng không hợp mà đang bảo để nó tuổi con nó làm cũng không được. Không được. Thế là cái đất đấy nó không hợp nhỉ? Số chị không hợp. Giờ chị có chuyển đi đâu thì làm ăn cũng không có số chăn nuôi đâu. Thế à? Chăn nuôi con nào là chết con đó. Thế nuôi bé thì được, mà nuôi nhiều nhiều lớn lớn tí, đông đông đàn tí là nó cho bay sạch chứ. Bây giờ chị cũng chẳng dám chăn nhiều, nó muốn không bỏ chuồng không thì chăn tí có mấy con thì cho gọi là chăn thôi. Không dám nuôi nhiều nữa sợ lắm. Sợ thật đấy. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế, hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo. Các bạn hãy lưu ý, mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.